phía trước căn nhà đó, rơi vào phần 7 bit 2, bám đường phía trước. Đường hiện trạng rộng 13 m, đường Trương Hiến Siêu, và có quy hoạch rộng lên tới là 13 m, đường Lê Văn Tám phía mặt bên hông đây. Đó, lô góc hai mặt tiền nó sẽ như thế này nha anh chị, nó một lô góc rất là đẹp. Và em cũng sẽ quay từ vị trí căn nhà và đi ra biển cho anh chị mình cùng xem với sản phẩm này sẽ đi mất khoảng thời gian bao lâu và có hiện trạng đường xá sẽ như thế nào nha anh chị ha. Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản tại khu vực thành phố biển Nha Trang. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Minh Tông sẽ có một cái buổi review một căn góc hai mặt tiền rất là đẹp với tổng diện tích là 165,9 m² và diện tích xây dựng lên tới là hơn 270 m² nha cả nhà. Thì với một căn góc hai mặt tiền có bề ngang lên tới là 9m8 và dài 16m6 rất là đẹp, nằm ngay khu vực trung tâm thành phố biển Nha Trang. Thì hiện tại thì Minh Tông đang có mặt ở trên con đường Trương Hán Siêu, một trong những con đường có hiện trạng rộng lên tới là đường 13m thể hiện trên sổ. Và khu vực dân cư ở đây, anh chị có thể thấy đứng từ vị trí tầng 3 nhìn xuống nè, khu vực dân cư nhà cửa đã xây gần như là full hết tất cả rồi cả nhà. Đó, hiện trạng nhà cửa rất dày rồi và đã xây dựng rất là đông. Và với khu vực này là một trong những cái khu bàn cờ bao gồm những cái con đường lớn và kết nối đi ra biển và con đường Lê Hồng Phong. Thì với sản phẩm ngày hôm nay nó cũng sẽ có một vài điểm yếu và điểm mạnh mình ta cũng sẽ chia sẻ hết đầy đủ đến cho anh chị. Thì từ đây với vị trí căn nhà này đi ra biển chỉ mất khoảng 1,5 km thôi, anh chị di chuyển ra mất khoảng 5 phút là đã ra tới nơi. Và nhà cửa hiện trạng rất đẹp nha anh chị, nhà cửa hiện trạng rất đẹp với công năng là 4 phòng ngủ, nhà góc hai mặt tiền xây theo kiểu Mái Thái. Em đang có mặt và review ở trên vị trí tầng cao nhất là tầng 3. Thì với khu vực tầng 3 thì em sẽ bắt đầu review từ trên xuống dưới cho anh chị ha. Nhà cửa xây dựng kiên cố rất đẹp và với mức giá chủ nhà đang mong muốn gửi đến cho cả nhà mình là mức giá 16 tỷ 500 triệu và giá có thương lượng, toàn bộ sổ đã full thổ cư, đất ở đô thị và cũng như là đã hoàn công đầy đủ. Hiện trạng nhà gần 10m nên rất là đẹp. Thì vị trí đầu tiên em review cho anh chị mình là khu vực tầng trên cùng. Đây là khu vực, đây là vị trí phòng ngủ đầu tiên ha, phòng ngủ trên tầng 3. Ở khu vực tầng 3 thì cái nhà thấy phòng ngủ này họ làm đầy đủ về công năng tủ, giường, toilet trong, máy lạnh và cái góc riêng để ngồi ha cả nhà. Đó, đây là những cái hình ảnh chi tiết mà Minh Tông muốn gửi đến cho cả nhà trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Sổ sách thì cũng đã có đầy đủ hết rồi. Đó, anh chị và mình cứ xem hết buổi review của em ngày hôm nay sẽ có đầy đủ về thông tin về sổ sách, hình ảnh cho anh chị và mình luôn, bao gồm cả quy hoạch nha. Rồi, đây là cái toilet ha, anh chị thấy nhìn sâu qua khu vực toilet thì nhìn như thế này chủ nhà cũng đã biết một trong những chủ nhà có tâm rồi. Nhà cửa xây dựng tường 20 nha, tường xây dựng tường 20 nha. Em sẽ coi hết cho anh chị mình về cách xây dựng nhà cửa và cũng như là chi tiết vị trí căn nhà. Và với khu vực tầng 3 thì có một phòng ngủ nè, một phòng ngủ, một cái không gian bên này là không gian gia tiên nè cả nhà, không gian gia tiên rộng rãi. Em hạn chế quay ha, em cho quay sơ thôi. Đó, góc bên này thì vị trí cầu thang đi xuống nè, góc cầu thang đi xuống khu vực sinh hoạt chung. Và ở phía sau đây thì sẽ có khu vực sân thượng. Đó, khu vực đây sẽ là khu vực sân thượng để giặt phơi và để những cái máy nóng lạnh ở phía trên đây. Đây khu vực giặt phơi cho nên rất rộng rãi. Đó, nhìn chung là nhà của họ xây rất kiên cố ha. Tường này, tường 20 nha, anh chị thấy tường rất là dày. Đó, anh chị thấy em đo một cái gang tay nè. Đó, một gang tay của em rất dày luôn. Nhà cửa xây dựng rất kiên cố ha. Một số hình ảnh không biết với cái góc này thì nhà nó có bị thấm hay như thế nào không thì em cũng sẽ quay cho anh chị ra. Đó, khu vực tầng 3 thì nó có một cái đoạn như thế này. Đó, anh chị nhìn qua ha. Nhìn sơ qua thì có thể nhìn thấy là với cái góc nhỏ này sẽ là một cái toilet và có bị thấm hay không thì anh chị cứ xem ha, xem kỹ. Em sẽ soi cho anh chị và mình cùng coi luôn. Đó, khu vực cầu thang đi xuống thì sẽ là lót đá granite tây cầm gỗ và kính cường lực là chủ yếu ha, nên cái nhìn nó hơi thoi thoáng thôi, nhìn nó khá là ok. Đó, vị trí tầng 2 thì em đang đi xuống dần thì cả nhà cùng xem. Với khu vực tầng 2 thì bao gồm là 3 phòng ngủ và một cái phòng sinh hoạt chung. Ở ngay vị trí sinh hoạt chung thì chủ nhà thiết kế một cái bộ ghế gỗ, một cái tivi lớn, màn hình lớn, ngồi đây vui chơi rồi khoảng 6-7 người vẫn có thể ngồi được ha. Đó, tập trung phòng ngủ của gia đình ở vị trí bên này. Thì tất cả trong phòng ngủ đều có toilet luôn. Đó, vị trí toilet nó sẽ có phía trong này, có một cái toilet kính trắng đầy đủ hết, đầy đủ tất cả cho chị nhà mình luôn nha cả nhà.
Rồi phòng ngủ bên này nè. Phòng ngủ này thì lại không có ban công nhưng mà có cái bàn làm việc khá là đẹp, vị trí kệ để những cái đồ là của chúng ta ngay góc này, chủ nhà họ thiết kế có thể ngồi được hai cái nha. Đó. Đây phòng ngủ đây, đó một cái phòng ngủ nhìn rất là to đó, cả nhà cùng xem, có toilet trong, tủ giường đầy đủ, tất cả các phòng đều có máy lạnh ở phía trong phòng nha cả nhà. Đây là một cái phòng ngủ thứ hai, phòng này tương đối rộng, rơi vào khoảng là 25 mét vuông cho một cái phòng như thế này nha anh chị. 25 mét vuông cho một phòng. Bên này là cái phòng sinh hoạt chung nè, đó vị trí khu vực này ghế bàn thì để có đầy đủ hết sẵn rồi. Nhà thì với hai mặt thoáng nè, hai mặt thoáng, đường bên hông là đường quy hoạch mở rộng 13 mét nè, hiện trạng là 8 mét nè, sau này có quy hoạch mở rộng kéo qua nha, sau này có quy hoạch mở rộng kéo qua nha cả nhà. Đó nên nó sẽ có quy hoạch trừ sẵn, thì hiện tại sau quy hoạch thì lô của mình nó rơi vào còn lại 135 mét nha, sau quy hoạch còn lại 135 mét, hiện trạng là 165,9 thì sau quy hoạch còn lại 135 mét thôi. Thì đường xá phía mặt ở sau đây, nhà cửa nè, hiện trạng hai mặt tiền nhà nó có thoáng, bên hông thì nó có ban công dài kéo như thế này nha anh chị, có ban công dài kéo dài ra như thế này, bên hông để xe ô tô đầy đủ ha, bất kể bên hông và mặt trước đều có cây lớn, nó đều có những cái tán cây lớn nên nó sẽ rất là mát. Rồi tiếp tục em sẽ quay cho anh chị nhà mình phòng ngủ thứ ba nha. Phòng ngủ thứ ba thì cùng xem qua vị trí phòng ngủ thứ ba đây anh chị, đều có tivi, tủ giường, có tất cả hết mọi thứ luôn anh chị nhà mình, vào chỉ có việc ở thôi nha cả nhà. Ra khu vực này là tủ nè, đó tủ, cái phòng này thì phòng master, phòng nó to hơn, nó rộng rãi hơn. Đây ở phía trong đều có toilet có hết cho cả nhà mình luôn nha. Thì vị trí này là tủ nè, ở khu vực ngồi làm việc nè, bàn trang điểm cho chị nè, ở vị trí giường, giường ngủ ở đây, tivi góc bên này và cửa sổ góc bên phía bên này nên lấy ánh sáng vào rất là tốt nha cả nhà. Thì với phòng ngủ thứ tư là phòng ngủ tiếp theo, riêng ở vị trí trên này thì có 3 phòng ngủ ha, tầng 3 thì có một phòng ngủ nữa là 4. Và tất cả các phòng đều có ở trong phòng là toilet như thế này luôn. Đây anh chị xem, nhà cửa thì rất là ok, rất là chuẩn ha, không có bị vết nứt, nó chỉ có một ít vết thấm ở phía tầng trên, hồi nãy em có quay cho anh chị rồi đó. Phòng này thì dành cho ông bà ha, ông bà cha mẹ chúng ta ở vị trí phòng này hợp lý nha cả nhà. Nó giường thì cơ bản giường như thế này thôi, tường được dán hết, có máy lạnh phía trong, máy lạnh ACB ha, tủ nhỏ cơ bản thôi, phía này thì thiếu một cái tivi thôi. Thì ở góc này nó lại có một cái ban công, có một cái ban công tương đối thôi. Nhìn qua ở đây thì trước cái ban công nó có một cái cây lộc vừng nè, cây lộc vừng mùa này chuẩn bị ra bông nè nên rất là đẹp đó, một cái cây lộc vừng rất là to. Nhưng mà có điểm yếu thì đối diện cái nhà của chúng ta ngay cái góc luôn, ngay cái góc đường Trương Hán Siêu và đường Lê Văn Tám luôn, thì nó lại có một cái cây trụ điện ngay cái góc như thế này nha anh chị. Đó sẽ là cái điểm yếu của sản phẩm ngày hôm nay. Thì mức giá mình cũng để chia sẻ rồi, 16,5 tỷ. Giá này thì tính ra giá trực chiều quy hoạch là khoảng 100 triệu cho một mét nha. Giá có thương lượng. Và hai con đường Trương Hán Siêu nè, con đường Trương Hán Siêu, đường Lê Văn Tám ngay góc này là hai con đường đều có chỉ giới quy hoạch là 13 mét hết trên sổ nha. Rồi sau này quy hoạch thì cái đường Lê Văn Tám nó sẽ làm. Còn cái đường Trương Hán Siêu hiện trạng nó cũng đã là đường rộng 13 mét rồi nha cô chú anh chị. Đây tiếp tục bây giờ bên tâm sẽ bắt đầu đi xuống vị trí tầng dưới nè, đi xuống vị trí tầng dưới và quay cho cả nhà cùng xem. Thay vì em đi từ dưới lên trên thì bây giờ em sẽ đi từ trên xuống dưới ha. Đó, cả nhà cùng xem hiện trạng nhà cửa. Thì với vị trí tầng dưới đây nó sẽ bao gồm là phòng khách, không gian bếp, phòng khách và không gian bếp. Đó, một bộ ghế gỗ như thế này, ngay vị trí bàn ăn thì ngồi được 10 người nè. Ở vị trí bàn ăn ngồi được 10 người, một bộ bàn ăn rất là to. Và khu vực này đang nuôi một bạn cá này là cái rất là to này đó chị xem, cá lai hán ha, con bé này rơi vào khoảng hơn 10 năm rồi đó, hơn 10 năm cho một bé này, nên cái mũ trên đầu rất là to nha anh chị. Và hiện tại thì chị ở nhà chị đang nấu ăn nha, đã chuẩn bị tới giờ cơm rồi nha. Không gian bếp mà hình là vuông góc riêng gói gọn, khu vực này trưng bày rượu và ly và khu vực nấu ăn rất rộng rãi nha cả nhà. Đó, chị cùng xem qua với vị trí này rất là to, vị trí này đang để đồ ăn ngay góc phía bên này luôn. Thì phía dưới đây thì sẽ có một cái toilet phía dưới nha, khu vực toilet phía dưới này, ở dưới tầng dưới thì cũng có toilet đầy đủ hết cho cả nhà. Và không gian chính của sản phẩm thì sẽ thể hiện như thế này luôn, anh chị cùng xem và đánh giá ha. Góc bên hông thì có thể rửa chén hay làm gì đó tùy, và nó sẽ có một cái giếng trời lấy ánh sáng lấy gió vào phía dưới ha cả nhà. Rồi đó, hình ảnh thực tế rất là đẹp nha anh chị nha, hình ảnh thực tế rất là đẹp. Và phía bên hông đây có cái cửa đi ra,
khu vực bên hông sẽ có cửa đi ra phía sau đây, thì có thể làm vườn được, làm một cái khoảng vườn nhỏ nhỏ thôi, trồng một ít rau cải gì đó mình ăn chơi thôi nha anh chị. Đó mình ăn chơi thôi, nhìn đó khu vực như thế này rộng rãi đó, mình chăm chút lại chút xíu thì sẽ có một cái vườn khá là đẹp đó, rào tường cao và có khung sắt hết đầy đủ hết cho cả nhà mình rồi. Rồi nhìn sâu qua vị trí chung của khu vực bếp nó sẽ như thế này, vị trí bàn ăn, bếp, toilet và khu vực phía dưới lối cầu thang đi lên, phía dưới thì trang trí một số cây như thế này đó, mô hình cây giả nó sẽ như thế này thôi cho cái nhà nó sinh động hơn. Thì khu vực đây sẽ là vị trí của phòng khách này, phòng khách thì cũng có một cái bộ bàn ghế rất là to, vị trí bàn ghế rất là to luôn anh chị. Và phía bên hông thì sẽ có cho cả nhà mình một cái gara ô tô nè, ở khu vực gara ô tô xe 7 chỗ về vào thoải mái ha, để rất là rộng, ngang thì rất là đẹp rồi, ngang tới 98 rồi, quá đẹp rồi cả nhà. Đó, hình ảnh vặt góc như thế này nha anh chị ha. Đó, khu vực về phía trước nhà có một cây lục vườn to như thế này. Và đây là hình ảnh của cái phòng khách đây, em sẽ quay lại cho anh chị một chút xíu ha. Đây phòng khách rộng rãi, bộ bàn ghế to như thế này, vị trí tiếp khách ngồi phía trước nhà, tivi kệ đầy đủ hết cho anh chị nhà mình luôn. Thì sản phẩm ngày hôm nay thì em cũng sẽ quay đầy đủ hết cho anh chị nhà mình. Thì bây giờ em sẽ quay sổ sách cho cả nhà mình cùng xem nha, quay sổ sách cho anh chị cùng xem, rồi em sẽ di chuyển ra biển cho anh chị cho mình xem được vị trí của căn nhà này. Về cũng giống như là anh chị cho mình khi đang đi xem nhà tại Nha Trang thì anh chị cũng không cần phải tới đúng vị trí để xem đâu, chỉ cần xem hết video em sẽ nắm hết thông tin về sản phẩm rồi nhé. Dạ anh chị ơi, thì bây giờ em sẽ cho cả nhà mình cùng xem qua cái quy hoạch của cái sản phẩm ngày hôm nay. Hiện tại cái nhà có thể nhìn thấy là đó, bề ngang của sản phẩm cái hậu lên đó là 9m8, chiều dài 16m6, nằm ngay cái góc ngã tư rất là đẹp nha, nằm ngay vị trí góc ngã tư. Hiện tại thì em quay cái này nó đang đứng ngoài trời nên nó sẽ hơi nghèo chút xíu ha, anh chị mình cố gắng thông cảm ha. Đó, diện tích của nó thì nó có một cái phần đất quy hoạch giao thông và có phần đất ở đô thị. Và hiện tại đất quy hoạch giao thông thì rơi vào khoảng là 24,7, còn lại là 140,9 trên áp ha. Nhưng mà thực sự là trên sổ hiện tại nó đang trừ quy hoạch ra thì nó sẽ mất khoảng trên là khoảng 5 mét nữa thôi, mất rơi vào khoảng 5 mét nữa là rơi vào khoảng 135 mét vuông rồi nha cả nhà. Thì với sản phẩm ngày hôm nay thì Minh Tông quay đầy đủ hết cho anh chị mình với hình ảnh thực tế nè. Hồi nãy thì Minh Tông chỉ quay phía trên, thì bây giờ em sẽ quay phía dưới đường xá nè, mặt tiền phía trước căn nhà đó, rơi vào khoảng 7m2, bám đường phía trước, đường hiện trạng rộng 13 mét đường Trương Hiến Siêu và có quy hoạch rộng lên tới là 13 mét đường Lê Văn Tám phía mặt bên hông đây. Đó, lô góc hai mặt tiền nó sẽ như thế này nha anh chị, nó một lô góc rất là đẹp. Và em cũng sẽ quay từ vị trí căn nhà và đi ra biển cho anh chị mình cùng xem với sản phẩm này sẽ đi mất khoảng thời gian bao lâu và có hiện trạng đường xá sẽ như thế nào nha anh chị ha. Đó, cả nhà cùng xem lại một chút xíu ha. Mặt tiền nhà rất đẹp, xây và thiết kế theo kiểu dạng mái Thái. Đó, có rào, có đầy đủ hết tất cả luôn, đơn giá là 16.500 giá có bớt. Đó, cả nhà cùng xem lại hiện trạng mặt tiền phía trước một chút xíu rồi em sẽ bắt đầu đi review cho anh chị nhà mình từ đây đi ra tới biển nha cả nhà. Rồi dạ vâng anh chị ơi, bây giờ em sẽ bắt đầu di chuyển từ vị trí nhà và đi ra tới bãi tắm gần nhất có thể cho anh chị nhà mình nha. Thì với căn nhà ngày hôm nay đường xá thì đi lại rất thuận tiện, với bán kính khoảng 1,5 km thôi có đầy đủ là chợ Bình Tân nè, vị trí bệnh viện nè, bệnh viện Tâm Trí và đi tắm biển là rất tuyệt vời anh chị. Anh chị có thấy với những cái tuyến đường ở đây đường xá để trả chùa và làm rất là chuẩn chỉ rồi, hai bên nhà đã xây rất là nhiều, hiện trạng nhà cửa để xây gần như là rất là đông. Với tuyến đường này, đường Trương Hán Siêu một trong những cái đường kết nối đi thẳng ra tới đoạn đường Lê Hồng Phong, đi ra tới đoạn đường Lê Hồng Phong đó, cả nhà có thể coi. Và qua tới góc bên này là đường Hoàng Nguyễn Chí Định, là một trong những cái con đường rộng hơn lên tới là khoảng 18 mét trên hiện trạng cổ. Đường này thì mình di chuyển thêm một vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ đi ra tới khu vực bãi tắm gần nhất rồi nha chị. Và với vị trí công viên Thanh Niên, một trong những cái công viên mà có nhiều sự kiện tổ chức hội chợ và là hưởng tiệc ca nhạc thì cũng sẽ tổ chức ở ngay vị trí đó. Bãi tắm nó cũng rất là đẹp nha chị. Em cũng sẽ đi quay hết đầy đủ cho chị, cũng khi mà chị mình ở nhà mở tivi lên và xem thì có thể là biết được với sản phẩm này mình đi lại đường sáng nó sẽ như thế nào, nhà cửa ra sao và quy hoạch nó có rõ ràng hay không nha cả nhà ơi. Đây ở nhà cửa đây đó, các nhà cùng xem. Em đang đi ra tới góc của mình đường nhà tường, và với cái khu vực này một cái vùng binh lớn thì nó bao gồm tất cả những chi nhánh ngân hàng Exim Bank, VB Bank, MB và một số cái ngân hàng khác đều có mặt ngay cái góc này ha, những cái chi nhánh. Và đường này rất là to, đường Hoàng Diệu có quy hoạch tổng lên tới là 20 mét nha.
Đường này có thẳng lên tới là 20 mét. Đây, đường 20 mét thì cả nhà có thể thấy được thì chủ yếu là sẽ xây khách sạn và các điểm mà gọi là có thể phục vụ cho mảng dịch vụ như karaoke nè, khách sạn và những cái chuỗi căn hộ apartment, quán ăn thì rất là nhiều. Ở nhà cửa thì đã rất là đông. Mặt tiền lần này thì bây giờ cái giá trị nó sẽ rơi vào khoảng là hơn 200 triệu trên một mét vuông nha anh chị. Tính giá trị đất thì rơi vào khoảng hơn 200 triệu, nếu mà càng gồng biển thì giá nó sẽ cao hơn. Giá nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đây, những cái khách sạn hiện tại đang có đây, rồi có những cái khách sạn đang xây. Ở đây thì họ mới để xây được từ 5 cho tới 7 tầng là ok. Mình xây không được quá cao ha, từ 5 7 tầng thì tại Nha Trang vẫn có thể được cấp phép xây dựng và hoạt động bình thường như thế nha. Phía mặt bên đây thì nó có một cái chợ, đây gọi là cái chợ Hồng Diệu nè. Cái chợ này chỉ bán buổi sáng thôi, chỉ bán buổi sáng là chủ yếu. Với vị trí này là chúng ta cũng đã chuẩn bị ra tới gần bãi tắm rồi, gần bãi tắm, và khu vực này sẽ tập trung khá là nhiều xe tình cầu ở đây. Bởi vì ở đây thì có rất là nhiều cái khách sạn hai bên mặt tiền đường, và vị trí mua bán, và vị trí mua bán những cái nông sản cho các khách Trung Quốc như Hàn Quốc và những khách nước ngoài nha cả nhà. Ở cây xăng thì cũng có ngay vị trí này luôn, Vicomex. Thì hiện tại thì cái sản phẩm này giá 16.500, giá có tốt nhưng mà chủ vẫn thương lượng thuê. Anh chị có quan tâm thì tìm một cái nhà kiểu dạng biệt thự mái Thái tại thành phố Biển Nha Trang để ở thì sẽ là một trong những sản phẩm khá là hợp lý cho anh chị ha. Riêng nhà cửa thì mình Tông xem qua thấy khá là chắc chắn về mặt xây dựng, pháp lý sổ hoàn công đầy đủ, và giá có bớt thêm, chủ sẽ để lại nội thất nha, chủ sẽ để lại nội thất hết cho cả nhà mình. Thì anh chị mình có quan tâm thì cứ liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình ha. Và cảm thấy sản phẩm này phù hợp thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Thì với con đường mặt tiền này là đường Trần Phú rồi, đối diện sẽ là những cái khách sạn rất là lớn đây, 4 sao là chủ yếu ha. Và đây sẽ là khu vực bãi tắm gần nhất mà anh chị có thể đi tắm biển tại thành phố Biển Nha Trang nha. Đây là cái bãi tắm gần nhất nè. Đây, một trong những cái hình ảnh rất là quen thuộc tại thành phố Biển Nha Trang. Và cái cung đường đây là cái cung đường Trần Phú, một trong những cái cung đường giá trị nhất tại thành phố biển. Rồi, ở bãi tắm này cả nhà, bãi tắm này tầm giờ này em đang review khoảng 11 giờ nhưng mà cũng có khách đang tắm. Và nhìn qua bên kia sẽ là khu vực cảng Vinpearl và khu du lịch Vinpearl nha cả nhà. Ở đây là cái công viên thanh niên đây, một trong những cái nơi mà có tổ chức rất là nhiều sự kiện tại thành phố Biển Nha Trang. Ở hình ảnh khách sạn, có những cái khách sạn nằm mặt tiền biển nên rất là đẹp. Đó, thì với đơn giá hiện tại chủ báo là 16.500 triệu, giá có bớt thêm và có thương lượng khá là tốt và đang thiện chí bán. Anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì nên quan tâm đi xem cái sản phẩm này. Nếu có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số trên màn hình nha cả nhà. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc buổi phát sóng livestream, buổi phát sóng review game ngày hôm nay. Mình Tông hy vọng sẽ kết nối hữu duyên đến một vài quý chú anh chị quan tâm ha. Thì anh chị mình có nhu cầu ký gửi và mua bán bất động sản thì cứ liên hệ với em sẽ đi review cho anh chị mình miễn phí ha cả nhà, không tính phí gì cả. Đó, cả nhà mình cùng xem qua hết video. Nếu cảm thấy ưng thì liên hệ em để mình đi xem nha. Bây giờ mình Tông xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào buổi phát sóng ngày hôm sau nhé cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.